tiếp tục cuộc hành trình giao các bé bóp mặt sệ các bé vun đồ về khách mới của shop thú Cưng miền Tây nha các anh chị hôm nay thì lại tiếp tục một cái series giao uh, bé bóp mặt sệ về Sóc Trăng cho hai anh chị rất là đáng yêu luôn và hai anh chị đã gọi và chốt bé bóp mặt sệ của bên shop nha cho nên là bên em giao đến cho các anh chị nè uh, các anh chị đang uh, kiểm tra bé nè, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Ạ.